Trong cái clip này tôi đã ghi lại quy trình mà tôi xử lý một cái file sách với khá nhiều lỗi định dạng. Đó là file ông thầy nó tính chẳng hạn. Đầu tiên tôi sẽ vào cái phần hiệu đính của clip đây. Tôi sẽ xem qua các kết cấu của cái file sách này. Như vậy ở cái phần mục tít này thì chúng ta thấy có một cái file ảnh. Nó để chỉ trình như này, nhìn trong ngôn sách chất xấu, tôi sẽ xóa nó đi. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái file index này. Đây, như các bạn thấy thì nó đang bị lỗi cả phôn chữ nữa. Nếu như này thì các bạn đọc trên chính thiết bị di động là các bạn chắc chắn các bạn sẽ không đọc được. Nó lỗi như này các bạn không thể đọc được luôn. Vậy cái việc chỉnh sửa trên Calibre là sẽ nằm trong vô vọng. Chúng ta buộc phải chuyển đổi về cái dạng văn bản khác. Ở đây tôi chuyển đổi về cái dạng Word chẳng hạn. File topic để chúng ta chỉnh sửa. Như vậy là sách đã được convert thế dạng topic. Đây, các bạn mở cái file này lên. Chúng ta trò vào cái định dạng của sách nhé, có hai cái dạng topic và ebook đấy. Đây, sách này quá trình chỉnh sửa nếu như các bạn mà không thành thạo macro trong Word thì các bạn chỉnh sửa sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây, tôi đã bắt đầu tiến hành chỉnh sửa nhỉ. Tôi sẽ xóa hết đi những cái gọi là thừa thãi. Khi chúng ta làm file sách thì chúng ta phải càng ngắn gọn càng tốt. File sách vừa đẹp và đây tôi sẽ kiểm tra lại xem là cái sách này nó sẽ dùng cái font gì. Như các bạn thấy là cái font VN Time là không phải rồi. Đây là cái font VNE, xem có phải không. Đấy, VNE cũng không phải. Các bạn thấy là cái định dạng chúng ta vẫn không đọc được rõ chữ. Tôi sẽ chuyển sang một cái loại font khác nữa, đó là cái font BK Hồ Chí Minh 2. Như vậy các bạn thấy là cái văn bản này đang được định dạng cái font Bách Khoa Hồ Chí Minh 2. Đọc rõ ràng. Để đọc trên các thiết bị di động, nhất là sách thì chúng ta buộc phải chuyển đổi về Unicode. Để chuyển đổi về cái định dạng Unicode thì các bạn Ctrl A toàn bộ văn bản, sau đó các bạn Ctrl C. Các bạn mở vào cái phần công cụ của Unicode lên. Ở cái bảng mã nguồn thì các bạn chọn Bách Khoa Hồ Chí Minh 2. Đích thì các bạn chọn Unicode. Sau đó chúng ta bấm vào chuyển mã. Như vậy là ok. Đóng. Chúng ta lại Ctrl V, paste ngược lại. Đấy, các bạn thấy là cái phone của tôi đã chuyển về Unicode rồi đấy. Đấy, các bạn có thể chuyển sang cái phone khác như Arial hay Time New Roman thì nó đều chính xác cả. Chúng ta buộc phải chuyển đổi về Unicode thì chúng ta mới đọc được trên các thiết bị di động.
Đây tôi có thể xóa bỏ những cái dòng credit của sách đi. Nó đặt vào những file trống. Thay đổi tất cả trong văn bản. Như vậy những cái dòng credit của tôi đã được gỡ bỏ nhé. Ngoài ra tôi sẽ tìm những cái đây, ví dụ như cái dòng Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn. Nó cũng sẽ nó làm cái văn bản của tôi không được đẹp. Tôi cũng thay thế nó hết đi. Hay là cái dòng ông thầy nóng tính nó cũng thay thế nó đi. Để thay thế thì cái này trên Word thì nó quá là dễ rồi. Chúng ta bấm phím Ctrl H. Ở cái phần tìm mình cũng paste cái dòng chúng ta cần thay thế. Bây giờ tôi sẽ dùng macro để tôi giải quyết toàn bộ những cái lỗi khác của văn bản. Các bạn để ý nhé. Về cái macro này thì tôi đã có những cái clip hướng dẫn riêng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Nếu các bạn không thạo cái macro này thì các bạn sẽ xử lý văn bản rất là lâu. Đôi khi chỉ là một cái file văn bản, các bạn phải mất đến nửa ngày hoặc thậm chí một ngày các bạn mới xử lý xong. Đấy, cơ bản thì tôi đã xóa hết những cái định dạng lỗi của văn bản. Các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, chỗ này đã khá là đẹp rồi đấy. Còn những cái chỗ xuống dòng vô tội vạ này chúng ta sửa nốt là xong. Hiện tôi sẽ sửa dùng cái macro mà tôi đã định dạng sẵn là tôi sẽ sửa lỗi về các dấu chấm, dấu phẩy, chấm than này nè, dấu hai chấm, vân vân. Đây tôi loại bỏ cái lỗi về cái dấu khoảng cách. Tiếp đến tôi sẽ gỡ bỏ các dòng trắng trên file văn bản. Nếu bỏ những dòng trắng nào mà nó cách không đúng vị dạng thì tôi sẽ dùng cái macro đấy tôi xóa bỏ nốt. Giờ tôi sẽ gỡ bỏ những cái hyperlink chứng này. Khi mà chúng ta cách vào text thì nó sẽ trỏ tới một cái trang web nào đó đấy. Tôi sẽ gỡ bỏ những dòng ấy đi. Đây, chúng ta bấm xây lại. Với cơ bản cái văn bản của chúng ta đã xử lý xong. Như vậy rất nhiều lỗi của văn bản đã được xử lý rất nhanh chóng. Sau khi xử lý xong thì các bạn phải copy cái file docx này ra một cái vị trí khác. Chúng ta xóa bỏ cái tập tin sách này trong Calibre và chúng ta lại kéo thả cái file docx này vào Calibre để chúng ta convert sách của chúng ta mong muốn.